Thời gian gần đây, Việt Nam đang chứng kiến sự ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào y khoa ngày một nhiều và hiệu quả. Với sự hỗ trợ của các thiết bị y tế hiện đại, sự chuyển giao chuyên môn của chuyên gia quốc tế, các bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho nhiều ca phẫu thuật trở nên nhanh chóng, chính xác hơn và người bệnh nhờ đó đã được hồi phục với chất lượng sống tốt hơn. Bệnh nhân 67 tuổi này chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật mà bà đã chờ đợi nhiều năm. Kinh tế kém khiến cho đôi chân của bệnh nhân không có cơ hội được phục hồi. Dù khớp đã thoái hóa đến biến dạng. Nó đau ở cái vùng đầu gối trên trái đó. Vì đau quá đi không nổi. Phải đi bằng chân hoặc là bò. Có khi lúc bò hoặc là lúc phải đi bằng 3 chân, 4 chân đi cây đó. Bệnh nhân này có một cái biến dạng khá nặng của cái khớp gối, vẹo trong nặng. Thì đây cũng là một cái thực trạng của đa số bệnh nhân Việt Nam. Có nghĩa là họ tới với bác sĩ ở cái tình trạng là khá muộn. Can thiệp phẫu thuật muộn khiến cho chất lượng xương của bệnh nhân suy giảm. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến ca mổ. Tuy nhiên lần này, các bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh có một thuận lợi khi nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia quốc tế. Sau những buổi trao đổi chuyên môn, kỹ thuật kỹ lưỡng từ các giáo sư Úc, các bác sĩ mới chính thức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, kết hợp với thiết bị định vị hiện đại lần đầu được sử dụng tại đây. Bệnh nhân ở đây á, tại vì lâu quá không có làm được á, mấy cái bệnh nhân cái chân nó co, nó cọc dữ lắm. Thành ra mổ bằng cái cách thường xuyên cũng được. Nhưng mà có cái máy mới lúc này thì anh giới thiệu cho là nó là làm máy vi tính mà Navi á, để giúp cho mấy anh bác sĩ giữ cho cái lúc mà sửa lại cái chân á, các cái đường xương nó thẳng, làm cho cái chân nó thẳng lại, đi cử động nó dễ hơn, mà bệnh nhân nó xuất viện tốt hơn mà nó không có đau nhiều hơn nữa. Cái vai trò lớn nhất nó vẫn phụ thuộc vào cái tay nghề của phẫu thuật viên, cái kỹ năng của phẫu thuật viên. Cái hệ thống này chỉ là một cái hệ thống hỗ trợ để giúp cho những cái cuộc mổ nó đạt được cái độ chuẩn xác cao hơn. Hiện tại, các bệnh về khớp đang có xu hướng tăng lên đáng kể. Khoảng 50% người trên 50 tuổi chịu tác động tiêu cực của căn bệnh này. Trong đó, thoái hóa khớp là nỗi lo lớn nhất mà Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tiếp nhận và can thiệp. Việc phẫu thuật không khó khăn, tuy nhiên với công nghệ tiên tiến trên thế giới, thì bệnh nhân có thể phục hồi một cách nhanh chóng. Cái đơn giản là cái sự hiểu biết tốt, cái sự thực hành tốt sẽ mang lại cái chất lượng tốt cho trong công tác điều trị. Mà trong cái điều kiện là làm sao mà ít tốn tiền nhất mà có hiệu quả nhất, thì cái chương trình này nó thỏa mãn được những yếu tố đó. Cũng trong 2 ngày, hơn 100 bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã được tham gia các lớp huấn luyện về thoái hóa khớp gối và bệnh lý cổ bàn chân, các mặt bệnh rất phổ biến tại Việt Nam. Các giáo sư đến từ Melbourne, Úc một lần nữa đồng hành cùng bệnh viện với mục đích cuối cùng là giúp cho các bệnh nhân được hòa nhập lại cuộc sống nhờ những kỹ thuật y khoa tiên tiến và hiệu quả nhất.